Trâm chào các bạn. Cô Trâm đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều trò chơi rồi. Hôm nay cô Trâm sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi nữa. Các bạn cùng chú ý nha. Trò chơi này có tên gọi là tàu ngầm mini. Các bạn có muốn biết tại vì sao mà những chiếc tàu này lại có thể chìm xuống và nổi lên như thế này không? Hôm nay cô Trâm sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện nha. Để thực hiện được trò chơi này thì cô cần chuẩn bị một chai nước, kéo, ống hút loại bẻ cong được nha, kim kẹp giấy và thun cột tóc. Mình cùng thực hiện nào. Các bạn sẽ lấy ống hút, gấp một đầu ống hút lại, dùng kéo cắt bỏ phần ống hút thừa, sao cho hai đầu của ống hút bằng với nhau. Mình lấy thun cột hai đầu ống hút lại. Các bạn cột cho thật chặt nha. Sau khi cột xong rồi thì chúng ta lấy kim kẹp ghim vào sợi thun mình vừa mới cột đó. Các bạn ghim cho cô 4 cái kim kẹp nha. Cô đã làm xong chiếc tàu ngầm mini rồi nè. Cô sẽ bỏ chiếc tàu này vào trong chai nước. Mình vặn nắp chai nước lại, vặn thật chặt nha các bạn. Rồi các bạn dùng tay bóp mạnh chai nước, chiếc tàu chìm rồi. Và mình sẽ bỏ tay ra khỏi chai nước nè, tàu nổi lên rồi đó. Rồi bóp mạnh vào nha, tàu chìm đó. Thả tay ra nè. Cô Trâm đã hướng dẫn các bạn thực hiện xong rồi. Các bạn hãy cùng thực hiện và cùng chơi nha. Cô Trâm chúc các bạn thành công.